kính chào hết thầy ông bà anh chị em ở trong hội thánh tin lành hà nội những người ở trong khuôn viên nhà thờ lẫn tôi được anh vũ nhắc nhở là nhớ chào cả những người ở bên ngoài nhà thờ nữa thì ông bà anh chị em ở ngoài nhà thờ nhưng mà không ngoài chúa đúng không ạ à, tôi cảm thấy rất là hạ mình cũng như là cảm thấy rất là vinh dự ngày hôm nay được mục sư cũng như là các nhân sự trong hội thánh chúa cùng hết thầy ông bà anh chị em trong hội thánh tin lành hà nội à, mời đến đây không những là chỉ được cùng thờ phượng với ông bà anh chị em mà lại còn được uh, chia sẻ lời Chúa cùng với ông bà anh chị em nữa. Uh, tôi biết đây là một hội thánh uh, có bề dày lịch sử và chắc chắn uh, ông bà anh chị em đã, đang và sẽ là một hội thánh rất là chiến lược trong chương trình của Chúa để hoàn thành ý ý định của ngài trên đất nước và trên dân tộc của chúng ta. Amen. <laughs> Vâng và vì vậy cho nên tôi thực sự cảm thấy rất là vinh dự vì cơ hội này. Mục sư Phong khi mời khi đề nghị chia sẻ lời Chúa thì có nói rằng là chủ đề của hội thánh của chúng ta trong quý này đó là theo Chúa thì phải thành thật. Có đúng vậy không? Vâng và, và dựa trên thư Hebrew và điều đầu tiên tôi thầm nghĩ trong lòng và điều đầu tiên mà tôi muốn nói thật với mục sư Phong đó là thư Hebrew là thư rất khó. <laughs> và vì vậy cho nên khi được đề nghị chia sẻ thì tôi cũng đã theo dõi tất cả các bài giảng của Hội Thánh Chúa trong tất cả quý vừa rồi. Tại vì tôi cũng muốn để không bị trùng lập cũng như là hy vọng rằng cái phần chia sẻ của mình góp một ích lợi nhỏ bé nào đó để gây dựng đức tin của hết thảy chúng ta. Và cầu xin Chúa làm điều đó ngày hôm nay. vâng à, chúng ta biết rằng là trong cuộc sống thì uh, khởi đầu và kết thúc một sự kiện một sự việc thông thường bao giờ cũng uh, vui vẻ hoành tráng ấn tượng chẳng hạn lễ động thổ để xây dựng một ngôi nhà với lễ lễ tân gia không biết ai đã từng tham dự hai kỳ lễ này rồi thì chắc chắn là đầy tiếng cười đầy sự vui mừng nhưng mà giữa lễ động thổ với lễ lễ tân gia thì biết bao nhiêu là khó nhọc đúng không ạ bao nhiêu mệt mỏi thậm chí nhiều lúc còn thiếu tiền nữa <laughs> trong cái quá trình xây dựng rồi lễ cưới chắc nhiều người trong chúng ta đây cũng đã từng lập gia đình lễ cưới có vui không ông bà anh chém vâng chắc chắn là đầy yêu thương long lanh nhiều hoa nhiều pháo và thậm chí cũng có thể liên tưởng luôn là lễ tang cái ngày mà khi mà cụ ông hoặc cụ bà chia lìa nhau thì chúng ta cũng thấy rằng những người còn sống cũng đầy những lời nói tri ân đầy những, đầy, đầy những lời nói yêu thương với những người đã qua đời thậm chí có người còn nhận xét rằng nếu như những cái lời nói mà chúng ta nói cho những người qua đời đó mà chúng ta nói lúc họ còn sống đó, thì có khi những người đó sống thêm được vài năm nữa chỉ có tiếc là từ lúc lễ cưới đến cái lễ chia ly đó là cả một hành trình và có vẻ như nó khó hơn nhiều và thưa Hebrew, Ví đời sống theo Chúa của chúng ta cũng là một cuộc đua, cũng là một hành trình. Và tất nhiên trong một cuộc đua, trong một hành trình đường dài, marathon như vậy, thì cái quan trọng không chỉ là cái khởi đầu, mà cái quan trọng còn là cái tiếp diễn ra như thế nào. Bởi vì cái việc tiếp diễn như thế nào, nó cũng sẽ lại quyết định cái việc chúng ta kết thúc như thế nào. Và ngày hôm nay, chúng ta đã vừa đọc một phân đoạn kinh thánh trong thư Hebrew tôi xin phép được đọc lại phần đầu trong đoạn mà chúng ta vừa đọc như thế này nhưng hãy nhớ lại những ngày đầu tiên sau khi được soi sáng anh em chịu đựng cuộc chiến đấu lớn với nhiều gian khổ khi thì công khai chịu sỉ nhục và gặp hoạn nạn khi thì chia sẻ nỗi niềm với những người bị ngược đãi như vậy vì anh em đã cảm thương với những người bị tù và vui lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt bởi anh em biết mình có của cải quý hơn và còn lại mãi. Vậy chớ bỏ lòng tin quyết của mình vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. Vài dòng như vậy để chúng ta biết rằng những tín hữu người Hebrew, những người mà nhận cái lá thư mà chúng ta nghiên cứu trong quý này đó, họ là những con người mà đã có một sự khởi đầu rất tốt. Như đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, những người này khi tiếp nhận Chúa và Kinh Thánh dùng cái từ là sau khi họ được soi sáng về chúa và họ quyết định đặt niềm tin của mình nơi chúa và chắc hẳn họ đã bị những sự bắt bớ từ phía những người do thái khác và một số người thì thậm chí làm sao ạ à? bị công khai sỉ nhục nhiều người đã bị sỉ nhục và họ đã đáp lại như thế nào họ vui mừng vì điều đó rồi thậm chí khi có những tín hữu khác bị sỉ nhục thậm chí có những tín hữu khác bị ngược đãi bị tù thì họ cũng vui lòng, họ cũng công khai đi thăm những người ở trong tụ Họ không che giấu một chút nào Rồi thậm chí có những tín hữu Vì cớ tin Chúa mà của cải của mình bị tịch thu Thì để đáp lại Khi bị tịch thu của cải Họ vẫn làm sao ạ? À? Họ vẫn rất vui mừng Bởi vì họ biết rằng mình có của cải quý báu hơn Đang để ở trên trời dành cho họ Cho nên họ vui mừng vì điều đó không biết ông bà anh chị em trong số chúng ta ngồi đây, có thể ai trong những ngày đầu tin Chúa, chúng ta đã gặp những sự chống đối nhất định, chúng ta đã gặp những sự bắt bớ nhất định. Tôi cũng trong số đó. À, tôi là người tin Chúa đầu tiên trong cả nhà của tôi. Chút nữa tôi sẽ kể sau thêm một chút nữa. Nhưng mà cả nhà tôi mà họp lại thì có lẽ có một thành một chi bộ. Bố tôi vẫn hay nói thế. Và tôi là người đầu tiên tin nhận Chúa trong gia đình và tôi cũng đã gặp những sự chống đối nhất định. Tuy nhiên khi đọc lá thư này và so với những gì mà tín hữu đầu của tín hữu người Hebrew đã phải trải qua thì tôi biết rằng tất cả những gì mà tôi phải trải qua nó còn nhỏ lắm. Những tín hữu Hebrew đã chịu bắt bớ, chịu khó khăn hơn nhiều. Nhưng cái quan trọng không chỉ là cái khởi đầu. Cái quan trọng lại còn là chúng ta tiếp diễn như thế nào và kết thúc ra sao trong hành trình đức tin. Và khi tác giả của thư Hebrew gửi lá thư này cho những tín hữu ở thư Hebrew thì tình trạng của họ đang như thế nào? Chúng ta có thể suy luận về tình trạng của họ ngay trong lá thư này. Chẳng hạn trong phần cuối của chương 5 rồi đầu của chương 6 anh chị em cũng đã nghe những người trước có chia sẻ các tín hữu ở thư Hebrew nhận thư lá thư này đang rơi vào trong trường trong tình trạng là vẫn chưa trưởng thành. Đáng lẽ tính theo thời gian thì làm thầy từ lâu rồi nhưng bây giờ vẫn còn là con trẻ Vẫn còn cần phải nhận sữa Thay vì đồ ăn đặc Rồi chẳng hạn Trong chương 12 Có câu nói rằng Vậy thì anh em hãy quăng những gánh nặng của mình Rồi hãy rồi những cái tội lỗi dễ vấn vương chúng ta Chứng tỏ họ đang rơi vào tình, tình trạng như thế nào ạ? À? Chứng tỏ họ đang rơi vào tình trạng Và trên vai của họ có nhiều gánh nặng Và có những tội lỗi đang vấn vương trong đời sống của họ và anh chị em anh chị em cứ tưởng tượng Nếu chúng ta đang chạy đua trong cùng một cuộc hành trình Mà trên vai của chúng ta lại đầy gánh nặng Và chân tay của chúng ta lại bị vấn vương bởi những sợi dây khác nhau Thì làm sao mà chạy cho nhanh được Làm sao mà có thể chạy đến cuối con đường được Rồi phần sau đó của chương 12 lại còn nói rằng Vậy thì anh em hãy Cái đầu, cái tay của anh em ấy Hãy dở cái bàn tay yếu đuối lên Đầu gối lỏng lẻo Anh chị em tưởng tượng đang chạy mà tay thì làm sao đấy ạ? Yếu đuối, đầu gối thì bị lỏng lẻo Khó mà chạy nhanh, khó mà chạy vững vàng được lắm Đồng ý không ạ? Rồi có chỗ khác trong Thiên nói rằng Chớ tham tiền Chứng tỏ là có một số tín hữu Hebrew bây giờ Đang rơi vào tình trạng tham tiền Những con người mà trước đây đã từng có một lần Kể cả là của cải của mình bị cướp mất Vì cớ tin Chúa Vẫn cứ vui mừng bởi vì mình biết rằng mình còn có của cải quý báu hơn ở trên trời dành cho mình ấy vậy mà bây giờ một số người trong số đó lại rơi vào tình trạng tham tiện rồi chúng trong, trong thư bơ phần cuối đó lại có câu nói rằng anh em hãy coi chừng kẻo có rễ đắng đâm ra trong anh em chật bất phần ân điển chắc những tín hữu mà đã từng có một lần đã từng có một thời dám đồng cam cộng khổ cùng với các anh chị em của mình kể cả những người ở trong tù họ cũng sẵn sàng đi thăm những người ở trong tù và công khai tuyên bố rằng tôi cũng có cùng một niềm tin như vậy với những người đang ở trong tù này ấy vậy mà những người đó bây giờ lại rơi vào tình trạng có sự cay đắng hoặc có sự không tha thứ có rễ đắng ở đó đang chen trong lòng mình khởi đầu tốt rất quan trọng nhưng tiếp diễn như thế nào cũng vô cùng quan trọng bởi vì tiếp diễn như thế nào nó cũng sẽ lại quyết định chúng ta sẽ kết thúc như thế nào và rất tiếc là tín hữu ở hội thánh Hebrew ở uh, tín hữu nhận những lá thư này đang rơi vào trong tình trạng đó uh, và có lẽ có một cái thông tin này nữa về một bối cảnh lịch sử cũng sẽ giúp chúng ta hiểu hơn là tại sao tín hữu Hebrew lại rơi vào tình trạng như vậy và tại sao tác giả lại viết những cái lời lẽ như thế này đó là thế này những tín hữu gốc do thái khi tiếp nhận Chúa Giêsu thời kỳ đầu thì chủ yếu họ chịu sự bắt bớ từ phía những người do thái, bởi vì những người do thái phần đa không tin Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Nhưng mà những tín hữu do thái mà tin vào Chúa Giêsu là Đấng Mêsia thì họ chịu bắt bớ từ phía những người do thái là chủ yếu. Như thư thứ nhất của tê ca có nói điều đó. Nhưng mà ít chịu sự bắt bớ từ chính quyền La Mã, bởi vì đối với chính quyền La Mã thì Do Thái giáo là một tôn giáo đã được công nhận Thực chất Do Thái Giáo còn có cả Trước khi có đế quốc La Mã cơ mà Và vì vậy cho nên Do Thái Giáo không bị bắt bớ nhiều Trong trong đế chế La Mã à, Tuy nhiên về sau này Khi mà cơ đốc giáo bắt đầu phát triển Và số lượng người theo Chúa càng ngày càng đông lên Không chỉ là những người Do Thái nữa Mà còn có những người ngoại Thì dần dà chính quyền La Mã Phát hiện ra một điều rằng à, Những cơ đốc nhân này những người theo cơ đốc giáo những người theo Chúa Jesus này là một niềm tin khác chứ không phải là hoàn toàn giống với lại do Thái giáo và vì vậy cho nên sự bắt bớ trên các cơ đốc nhân thời kỳ đầu bắt đầu gia tăng và đối với cơ đốc nhân mà gốc do Thái thì họ lại có một phương án lựa chọn để tránh khỏi sự bắt bớ của đế chế La Mã khác với cơ đốc nhân gốc dân ngoại đó là gì đó là những cơ đốc nhân mà gốc do Thái đó có thể lựa chọn để quay trở về với do thái giáo quay trở về với một tôn giáo đã được công nhận hay có thể nói là một tôn giáo có tư cách pháp nhân họ có thể quay trở về và họ sẽ không chịu sự bắt bớ nữa tuy nhiên khi quay trở về như vậy thì họ sẽ buộc phải khước từ chúa giê -xu. vẫn là thờ phượng đức chúa trời vẫn là giữ theo kinh cứu ước là lời của đức chúa trời vẫn được thờ phượng ở trong đền thờ tại vì đền thờ lúc bấy giờ có lẽ vẫn còn ở tại Jerusalem chưa bị người La Mã phá hủy vẫn còn tất cả những điều đó và họ có thể quay trở lại và vẫn là thờ phượng Đức Chúa trời chỉ có điều là khước từ Chúa Giêsu mà thôi và các Cơ đốc nhân người Do Thái đã có một cái sự lựa chọn như thế và có vẻ như nhiều Cơ đốc nhân đang suy nghĩ đến việc quay trở về với Do Thái giáo để tránh khỏi sự bắt bớ và tác giả thư Hebrew Đã viết những lời rất là thống thiết như thế này Đầy tình yêu thương Đầy hy vọng Nhưng mà cũng có cả những cái lời cảnh báo Rất là nghiêm khắc nữa Để nói với họ rằng đừng quay trở lại Đã được soi sáng rồi Đừng có quay trở lại con đường cũ Và cái điều mà tác giả nói Đó là Chúa Giêsu tốt hơn Có một từ được lặp đi lặp lại Rất là nhiều lần trong thư Hebrew Đó chính là từ tốt hơn Chúa Giêsu tốt hơn Chúa Giêsu cao trọng hơn Chúa Giêsu tuyệt vời hơn Chúa Giêsu quyền năng hơn Chúa Giêsu tốt hơn chẳng hạn ngay trong mình mình mấy câu đầu thư Hebrơ mở đầu như thế này đời xưa Đức Chúa Trời đã phán cùng với tổ phụ chúng ta nhiều đã dùng các đấng tiên tri để phán cùng với các tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách Nhưng mà đời sau này Thì Đức Trời lại phán với chúng ta Qua con của Ngài Là con mà Ngài đã lập lên để kế tự muôn vật Và con mới là hình ảnh trung thực Của chính Đức Cứu Trợ Chúa Giêsu cao trọng hơn các tiên tri Mà chúng ta biết Các tiên tri và sách cứu ước Hẳn là vô cùng quan trọng Đối với người Do Thái Một số tài liệu khảo cổ cho chúng ta biết rằng Những người Do Thái thời kỳ này cũng đang rất là cảm thấy cuốn hút với sự dạy dỗ về vai trò của các thiên sứ về quyền năng của các thiên sứ nhưng tiếp theo tác giả Bơ nói rằng là Đức Chúa Jesus cao trọng hơn cả các thiên sứ các thiên sứ chỉ là thần hầu việc thôi còn Chúa Jesus cao trọng hơn các thiên sứ Chúa Jesus thậm chí là đồng bản thể với lại Đức Chúa Trạng không cần nói có lẽ chúng ta đều biết vai trò của môi xe rất là quan trọng đối với người do thái nhưng tác giả của Thiên Bơ nói rằng Chúa Giêsu cao trọng hơn môi xe Giống như là một người là con Còn một người là đầy tớ Môi xe chỉ là đầy tớ thôi Còn Đức Chúa Giêsu là con ở trong nhà Và khi so sánh Chúa Giêsu với lại môi xe Thì tác giả nói rằng Chúa Giêsu cao trọng hơn môi xe Giống như là cái người xây nhà Thì cao trọng hơn cái nhà vậy Chúa Giêsu cao trọng hơn môi xe Giô-xuê Hằng cũng là một nhân vật rất quan trọng đối với người Do Thái. Gioseph chính là cái người mà đã dẫn người Do Thái vào trong sứ hứa, vào trong một sự an nghỉ nhất định nào đó. Nhưng mà tác giả Hebrews nói rằng Chúa Giêsu cao trọng hơn Gioseph. Chúa Giêsu mới là đấng có thể dẫn chúng ta vào ngày Sa-bát thật. Chúa Giêsu mới có thể dẫn chúng ta vào trong sự an nghỉ thật. Nhiều tín hữu nói với những người theo Chúa Giêsu, những người Hebrew theo Chúa Giêsu rằng các anh xem thử các anh có gì tại vì cái thời kỳ đầu phần đa các tín hữu thờ phượng chúa là ở trong những nhà riêng ở những nơi tồi tàn chắc hẳn nó không được sang trọng thậm chí tôi nghĩ rằng không được sang trọng như cái nhà thờ này và chắc hẳn chắc chắn là không được sang trọng như là sự thờ phượng ở trong đền thờ tại jerusalem các anh xem thử các anh có gì mọi thứ đều rất đơn sơ xem cái phòng nhóm của các anh này cùng lắm là chỉ có một cái bàn trên đó có bánh và có chén Còn hãy xem chúng tôi Chúng tôi có cả chức tư tế Có cả bao nhiêu những thầy tế lễ Với những trang phục rất đẹp Tất cả những trang phục đầy dẫy ý nghĩa Với những nghi thức rất là hơi phức tạp Nhưng mà rất là phong phú Rất là đẹp Còn các anh, các anh có gì? Và tác giả Thư Bơ nói rằng Không Chúa Giêsu mới là thầy tế lễ thượng phẩm Theo bán Menchisadeh Chúa Giêsu mới là thầy tế lễ đời đời. Chúa Giêsu cao trọng hơn. Và năm 2002 có một cái vụ bê bối dẫn đến sự sụp đổ của công ty của một tập đoàn rất lớn đó là tập đoàn Enron. Và cái lý do dẫn đến sự sụp đổ của tập đoàn này đó chính là trong tập đoàn này có sự bê bối về tài chính. Và cái người phanh phui bê bối tài chính trong một tập đoàn rất lớn này đó chính là một nữ cơ đốc nhân Tên của bà là Sharon Watkins Và bà đã là một trong ba người nữ Được vinh danh là người tuyết khỏi Và được phong danh được được vinh danh trong tạp chí Times Tức là nhân vật của năm và năm 2002 Và tôi có được nghe trên video thôi Một cái bài phát biểu của bà Cũng như trong blog của bà Trong đó bà nói đến mô tả cái sự tranh chiến sự khó khăn mà bà phải trải qua trước khi quyết định là mình sẽ phanh phui cái vụ cái sự bê bối gian lận về tài chính ở trong tập đoàn Enron cũng tranh đấu lắm chứ và có lẽ hết thầy chúng ta những người mà sống và va chạm với cuộc sống ở trong thế gian này chúng ta hiểu rằng sống theo Chúa quả thật rất khó có đúng không phải anh em hồi đầu tôi cứ nghĩ rằng sống theo Chúa dễ nhưng mà càng đi với theo Chúa Chúa mới càng thấy rằng sống theo Chúa và sống triệt để khó lắm cho nên hẳn chúng ta cũng thông cảm với Sharon Watkins Khi bà có sự tranh chiến nhất định Và bà kể lại là buổi sáng ngày hôm đó Khi bà một cách rất vô tình thôi bà lật kinh thánh và không hiểu thế nào mà lại lật đúng trong thư Hebrew chương 12 từ câu 1 đến câu 3 Trong đó nói đến việc là vì chúng ta có một cái đám mây của những người chứng kiến bao vây chúng ta Cho nên chúng ta hãy giản dĩ, hãy nhìn chăm xem Chúa Giêsu và hãy giản dĩ và bà nói tiếp là đến buổi bữa ăn trưa dành cho buổi nhóm nữ giới ngày hôm đó thì lại một cách rất vô tình nhưng hẳn cũng chẳng phải vô tình người diễn giả lại đọc thư Brơ chương 12 từ câu 1 đến câu bạn và dường như bà cảm nhận rằng Chúa đang phán với bà qua phân đoạn kinh thánh này và được bà được tiếp thêm sức mạnh để dám công khai và phanh phui vụ bê bối tài chính trong tập đoàn Enron cho nên kinh thánh không phải chỉ là để nói với người xưa không phải chỉ để là nói với những tín hữu Hebrew cách đây chúng ta 2.000 năm Nhưng mà Kinh Thánh còn có điều đang nói với chúng ta ngày nay nữa Và giống như tín hữu Hebrew ngày xưa đã từng có khởi đầu tốt Vậy mà bây giờ ở giữa chặng đường thì lại sao xuyến, rung động trong đức tin Có lẽ cơ đốc nhân ngày nay cũng không tránh khỏi nhiều lúc rơi vào tình trạng tương tự như mục sư quản nhiệm cũng có thông báo cũng như là các tôi tớ Chúa ở đây có thông báo. Hôm nay là chủ nhật lễ lá. Trong tuần này chúng ta sẽ bước vào gọi là tuần thánh, tuần thiêng liêng nhất. Nếu mà gọi là trong lịch phục vụ của cả năm thì là tuần thiêng liêng nhất. Chúng ta sẽ kỷ niệm sự thương khó của Chúa và chủ nhật tuần sau là sự phục sinh của Chúa yêu dấu của chúng ta. Anh em có vui mừng là chúng ta được thờ phượng Chúa phục sinh không ạ? À? Vâng, Chúa của chúng ta thờ phượng là đấng phục sinh. Nhưng mà vào Chủ nhật lễ lá là kỷ niệm sự kiện khi Chúa Giêsu bước vào thành Jerusalem, cưỡi lừa vào trong thành và toàn bộ đoàn dân đông đã vô cùng hào hứng đón Chúa. Họ cởi áo của mình ra, giải ra bên đường. Họ lấy lá kẻ trải ra bên đường để tiếp rước Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem. Và họ tung hô lên Hosanna Đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến Hosanna ở trong nơi rất cao Đầy sự chờ đợi Và chúng ta hiểu Bởi hành động như vậy Họ đang muốn tôn Chúa Giêsu là vua Và khi người Do Thái mà muốn tôn ai làm vua Chúng ta biết sự kỳ vọng của họ Trong cứu ước cũng có nói Có một lần khi họ đòi vua đó Họ nói như thế này Nói với lại Samuel Họ nói rằng Xin hãy ban cho chúng tôi một vua Hãy lập cho chúng tôi một vua Để vua sẽ đi trước chúng tôi Và đánh trận cho chúng tôi Người Do Thái lúc bây giờ Đang bị nô lệ của những người La Mã Và bây giờ họ kỳ vọng Đã 400 năm im lặng Đã 400 năm im lặng Không một đấng tiên tri nào dấy lên Bây giờ có một đấng tiên tri quyền phép dấy lên Và có những lần thậm chí họ còn đến Để muốn tôn Chúa Giêsu làm vua Hẳn họ đang kỳ vọng lắm Rằng Chúa Giêsu sẽ mang lại cho họ tự sự tự do Chúa Giêsu sẽ mang lại họ cho họ sự thịnh vượng và họ trải áo của mình lấy lá kè giải đường cho Chúa mời Chúa vào trong thành Jerusalem rất tiếc rất tiếc là khi Chúa Giêsu vào trong thành người ta nói rằng có một con đường đến được chỗ ngã ba có một con đường sẽ rẽ vào trong đền thờ có một nhánh khác thì rẽ vào trong pháo đài của người La Mã. Và có lẽ nhiều người Do Thái hôm đó kỳ vọng Chúa sẽ rẽ vào chỗ pháo đài của người La Mã. Nhưng Chúa ngược lại, Chúa lại rẽ vào phía đền thờ. Và Ngài vào đền thờ, và Ngài làm gì ông bà anh chém? Ngài lấy roi, Ngài bện roi, và Ngài đánh đuổi những người buôn bán ở trong đền thờ. Ngài thanh tẩy đền thờ. Ngài đã không làm cái điều mà họ kỳ vọng. Thậm chí Ngài nói với họ rằng các ngươi đã không biết cái thì giờ mà các ngươi được thăm viếng. Ngài khóc mà nói tin chi rằng Jerusalem rồi sẽ bị sụp đổ, sẽ bị bỏ bỏ trống, đền thờ rồi sẽ bị sụp đổ. Họ đã thất vọng bởi vì họ chỉ kỳ vọng Chúa Giêsu sẽ mang cho họ phước hạnh ở trong cuộc đời này. Và sau đó chỉ vài ngày thôi, chúng ta biết có một đám đông, không biết bao nhiêu người trong số đám đông trước sẽ là thành phần của đám đông này, nhưng chúng ta chỉ biết rằng đã có một đám đông nữa, lần này họ cũng tung hô Chúa, nhưng mà họ cũng hô hào, nhưng mà họ hô hào điều gì ông bà anh chị em? Họ hô hào rằng hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Hy vọng càng nhiều thì đôi khi thất vọng trở nên càng lớn. Và họ thất vọng và họ hô rằng hãy đóng đinh nó trên thập tự đi. Tôi sẽ không dám hồ đồ để nói rằng tất cả những người hôm trước hô đón Chúa thì hôm nay đều nói rằng hãy đóng đinh chúa nhưng tôi nghĩ câu chuyện này có lẽ cũng phản ánh phần nào đó cái bản chất thế gian ở trong mỗi một chúng ta chúng ta rất nhiều khi chúng ta chỉ kỳ vọng chúa mang cho chúng ta phước hạnh chúa giải quyết những vấn đề cho chúng ta ở trong đời này và bản chất của chúng ta quả thật cũng rất là dễ yếu đuối và đổi thay <laughs> fira là một ví dụ cho chúng ta mấy ngày hôm trước tôi còn nói rằng nếu mà tất cả thiên hạ bỏ thầy, con cũng không bỏ thầy. Con dám sẵn dám rằng đồng tù đồng chết cùng với thầy. ấy vậy mà Fierer đã chối Chúa bao nhiêu lần ạ. À? Tôi không dám trách Fierer đâu, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi cũng rất giống Fierer. Có thể tôi chưa công khai chối Chúa, bởi vì chưa có ai hỏi thôi thôi, hoặc là tôi chưa rơi vào cái tình trạng giống Fierer thôi. Còn tôi nhớ lại, hồi đầu tôi mới tin Chúa. Tôi tin Chúa cách đây cũng hơn hai chục năm rồi lúc bây giờ tôi đang là sinh viên đại học ở bên nga học năm thứ ba đại học quả thật lúc bây giờ có một cái làn sóng thăm viếng chúa thăm viếng những người nga và trong đó có cả những người việt học ở bên nga nữa mục sư hùng mục sư nhượng nhiều mục sư khác nữa tất nhiên họ là những người tin chúa trước tội tôi tin chúa sau đó một thời gian cũng không quá lâu và tôi còn nhớ lại cái hồi đầu tôi mới đến hội thánh Kể cả lúc bây giờ tôi chưa tin Chúa Nhưng mà vào một trong một căn phòng Anh Khôi ở đây chắc biết nhỉ Vâng và căn phòng đó có khoảng 30 thanh niên Toàn những người trẻ mạng Trước đó tôi cứ nghĩ rằng là mấy người theo Chúa là toàn người già Không ngờ vào trong hội thánh lại toàn hội trẻ Và toàn thanh niên, sinh viên thôi Đến mức là đứa bạn, một cậu bạn của tôi nói rằng là Cái hội này nó cuồng thật Cái thời đại mà người ta tên lửa Bay vào vũ trụ ẩm ầm rồi còn đi tin Chúa Vâng, thế mà tôi đến hội thánh và tôi bước vào trong căn phòng đó và kể cả tôi là người chưa tin Chúa nhưng mà tôi vẫn cảm nhận có một cái điều gì đó khác lạ ở trong căn phòng này. Thế và người ta hỏi tôi là thế em có tin Chúa không? Tôi trả lời là không, chưa tin. Tại vì còn tranh chiến, còn nhiều nghi ngờ rồi mình còn tính toán nữa chứ. Đời của mình đang thế này tự nhiên theo Chúa thành đi tu à? Tôi cứ tự tôi hiểu nhầm là như thế. Cho nên ai hỏi có tin không thì tôi vẫn cứ trả lời là không. Dạ. Thế và nói miệng thì nói không thế thôi. Nhưng mà về nhà thì thỉnh thoảng cũng có cầu nguyện. <laughs> cứ đến hội thánh người ta có tặng tôi cuốn kinh thánh, cứ đến hội thánh thì mở kinh thánh ra. Nhưng mà về đến ký túc xá của mình thì giấu kinh thánh vào trong cái áo khoác giải để không ai biết là mình có đi hội thánh. Thế và vẫn cứ cầu nguyện và không hiểu Chúa thương xót thế nào đó. Rất nhiều lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. Và thú thật là tôi có nhiều câu hỏi lắm. Và khi tôi nói rằng hôm nay mình đến hội thánh, mình sẽ hỏi cái ông đó câu này thì dường như cái người giảng đó một cách rất vô tình trả lời cho cái câu hỏi của tôi. Và cái điều đó nó xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức tôi đến hội thánh với một cái sự chờ đợi là ngày hôm nay xem ông ấy có trả lời cho những cái câu hỏi của mình hay không. Và rất nhiều lần có cái điều đó. Và cuối cùng sau 6 tháng tìm hiểu Tôi đã quyết định đặt niềm tin của mình vào nơi Chúa và chẳng hối hận bao giờ. Hallelujah. Nhưng mà cũng phải thú nhận rằng có những lúc tôi không có lòng khao khát như thế. Có những lúc tôi đến hội thánh nói thật là đến vì phải đến thôi. Cái hồi đầu đến hội thánh nghe bài thánh ca bảo, wow sao bài hát này nó hay thế nhỉ? Sao lòng mình cảm động thế nhỉ Nhưng mà có những lúc tôi đến hội thánh Nghe bài thánh ca và nói có Mỗi bài cứ hát mãi Đã có thời tôi đến hội thánh Nghe giảng về Chúa Đặc biệt cái hồi đầu Và tôi chờ đợi và tôi nói Wow sao mà giảng hay thế nhỉ Đáp ứng đúng cái câu hỏi của mình ấy vậy mà có những lúc tôi đến hội thánh Nghe giảng và tôi nói rằng Giảng cái gì mà dài thế Tôi như vậy đó có những lúc không được tốt như lúc ban đầu rồi tôi còn nhớ có những lúc có những lần được chúa cảm động chúa vạch trần một cách đầy lòng thương xót vạch trần cái tội lỗi của mình những tội lỗi kín dấu của mình và tôi còn nhớ khi được chúa soi sáng à được chúa cáo trách đó và kể cả một mình ở trong căn phòng tôi cũng muốn mở cái rèm của mình ra để cho ánh sáng để cho mặt trời từ bên ngoài chiếu vào bởi vì muốn đời sống của mình được minh bạch rồi đi ra ngoài đường nhìn cây cỏ nhìn trăng sao sao mọi thứ đẹp thế mọi thứ tuyệt vời thế giá mà lúc nào cũng được như vậy rất tiếc là có những lúc sau đó tôi đã thỏa hiệp và cũng có những lúc mà tôi đã che giấu và có những việc làm chỉ có bởi chúa thương xót thôi chứ còn không tôi chẳng dám đứng đây ở ngày hôm nay đức tin ở giữa chặng đường chẳng phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu đã cảnh báo hãy cẩn trọng vì có nhiều người đầu mà lại xuống cuối nhưng cũng hãy hy vọng bởi vì có nhiều người cuối lại cũng có thể lên đầu rồi khi dạy về thời kỳ cuối cùng Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta rằng vì cớ lòng sự gian ác gia tăng cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần có thể lắm thế gian về cuối sự gian ác sẽ càng ngày càng gia tăng và có thể cái điều đó nó khiến lòng yêu mến lòng trong sáng của chúng ta nó bị nguội dần chúng ta trở nên quen dần với những cái thuật ngữ tôn giáo nhưng mà đánh mất lòng trong sáng không còn dám kỳ vọng không còn ngây thơ tin chúa giống như hồi đầu nữa và chúng ta bây giờ tin chúa nhiều kinh nghiệm rồi và nói rằng ừ nói thế nhưng chưa hẳn đã thế đâu phải thế này phải thế kia chứ chứ cứ cứ sống kiểu đó thì thế nào được và chúng ta không còn có cái lòng trong sáng nữa con cái chúa được kêu gọi để trở thành tổ hợp của hai cái vô cùng khó đó là vừa khôn ngoan như rắn nhưng mà lại phải vẫn đơn sơ như chim bồ câu Chúa ơi sao mà khó thế Và tôi thấy rằng Lúc đầu mình mới tin Chúa Và đa phần những người mới tin Chúa Đều đơn sơ như chim bổ câu Trong sáng lắm, đẹp lắm Nhưng không cẩn thận về sau này Chúng ta khôn ngoan như rắn Và chỉ còn mỗi rắn thôi Chúng ta trở nên Hồi đầu chúng ta tin mọi người Tin tất cả, cứ ai nói mình tin Chúa là mình tin hết Nhưng về sau này chúng ta trở nên đa nghi và kể cả nói rằng tin Chúa tôi cũng không tin đâu Xin Chúa giúp chúng ta Để chúng ta cứ khôn ngoan với việc lành Nhưng mà vẫn luôn luôn giữ lòng trong sáng Và lòng tin đơn sơ với Chúa yêu dấu của chúng ta Các hỏng giả tranh luận mãi Mà không biết rằng ai là tác giả của thư Hebrew Người thì nói rằng Paulo, Apollo hay ai đó khác nữa Nhưng mà có một điều chắc chắn Tác giả của thư Hebrew là người rất quen thuộc với Kinh Thánh Là một người đầy dẫy Thánh Linh của Chúa Và có một điều rất chắc chắn là ông viết lá thư này Khi đầy dẫy Thần Linh của Chúa Khi được Thánh Linh của Chúa soi dẫn ấy vậy mà Bởi vậy mà Có những chỗ ông nói chẳng hạn Đức Thánh Linh chỉ ra rằng Lấy điều đó để chỉ ra rằng Hoặc có những chỗ khi ông trích dẫn Kinh Thánh trong sách AG chẳng hạn Và ông nói rằng Tiếng của Đấng ấy bây giờ đang rúng động các từng trời Thực ra là ông trích trong sách Agê Đọc trong kinh thánh thôi Nhưng mà ông cảm nhận Ông cảm nhận như là tiếng phán của Chúa Đang làm rúng động các từng trời Và tiếng phán ấy nói rằng Còn một lần nữa Ta không chỉ làm rúng động các từng trời Không chỉ làm rúng động đất Mà còn làm rúng động các từng trời Hẳn lòng đầy dẫy thanh linh của Chúa Và vì vậy Dẫu ông quả trách Dẫu ông cáo trách các tín hữu Mà đang có vẻ như sao xuyến Có vẻ như thối lui Ông vẫn đầy lòng trông cậy đầy vòng đầy lòng hy vọng vào điều tốt lành hơn từ phía các anh chị em của mình và những phần tiếp theo ông viết như thế này anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn đức chúa trời thì nhận được điều đã hứa cho mình vì chỉ còn ít lâu nữa thôi thì đấng đáng đến sẽ đến ngài không chậm trễ đâu người công bình của ta sẽ bởi đức tin mà sống nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui một chút nào dường như không phải là ông nói nữa mà dường như chúa nói qua ông và nếu như phần trước là ông viết theo thể uh, văn chương thì những câu này còn ít lâu và chỉ một ít lâu nữa ông viết theo thể thi cạ có một học giả nhận xét và tôi đồng ý tôi nghĩ rằng điều này thật đúng đó là khi chúa dùng văn xuôi để nói với chúng ta là ngài muốn truyền tải những tư tưởng của ngài cho chúng ta nhưng khi chúa dùng thi ca để nói với chúng ta là ngài muốn truyền tải cả cảm xúc cả trái tim của ngài cho chúng ta và cái phần chúa nói ít lâu nữa thôi chỉ một ít lâu nữa thôi đấng đến sẽ đến dường như dường như là một bài ca vậy dường như một bài hát của chúa gửi đến chúng ta một bài hát gửi cho chúng ta là những người yêu của Ngài trong khi cái giai đoạn mà hai người yêu nhau còn đang xa nhau và cần phải chờ đợi và chung thủy với nhau. Và Chúa nói rằng ít lâu nữa thôi thì đấng đến sẽ sẽ đến. Chúa Giêsu ở đây lại có tên gọi là đấng làm sao đẹp? Đấng đến. Ngài là đấng đã có, hiện có và còn đến. Thưa ông bà anh chị đấng đến sẽ đến. Và áp dụng cho đời sống chúng ta ngày nay Có thể lắm Chúng ta Đang yêu cái gì đó Hơn Chúa Giêsu xu chăng Có thể đó lắm Chúa Giêsu không phải là số một Trong đời sống của chúng ta chăng Tất nhiên vẫn có Chúa Giêsu xu Chỉ có điều là Ngài bị tụt xuống hàng Số 2, số 3, số 4 Số 10 Không biết nữa tùy từng người Nhưng mà điều Chúa Giêsu mong muốn đó là ngài phải luôn luôn là số một trong đời sống của chúng ta và nếu như hội thánh tại epheso sau chúa có vài chục năm thôi mà còn đánh mất tình yêu ban đầu thì hội thánh của chúng ta tôi không chỉ ám chỉ ở đây mà tất cả chúng ta sau chúa đến hai nghìn năm thì không cẩn thận cũng sẽ đánh mất không còn để chúa là số một trong đời sống của chính mình cho nên có một người nói tôi nghĩ cũng rất đúng thế này thế gian tinh thần thế gian là bất kỳ một cái gì làm chúng ta nguội lạnh tình yêu với chúa tinh thần thế gian nhiều khi không phải chỉ là rượu thuốc hay là trụy lạc mới là tinh thần thế gian mà bất kỳ một điều gì xen vào trong đời sống của chúng ta khiến chúng ta nguội lạnh tình yêu với chúa thì cái đó là tinh thần của thế gian có một con người đã qua đời cách đây vài tuần và hẳn đời sống của ông sẽ là một tấm gương rất tuyệt vời cho chúng ta. Billy Graham, bố của mục sư Franklin Graham, là người giảng ở sân vận động quần ngựa. Và quả thật là cuộc đời của ông là một cuộc đời rất đáng noi gương đúng không ạ? Tôi có đọc ở đâu đó, người ta nói rằng những sử gia ngoài đời không thích viết, những nhà báo ngoài đời không thích viết về Billy Graham lắm. Vì là cuộc đời của ông nó không có scandal. Ngoài đời mà chỉ thích scandal thì bán bán báo mới chạy chứ. Còn cuộc đời của của Billy Graham thì hầu như không có scandal. Và Billy Graham bản thân ông cũng nói rằng có một con người đã ảnh hưởng rất lớn trên đời sống của ông, lớn nhất trên đời sống của ông. Ông bạn xem có đoán được là ai không? À, tất nhiên sau Chúa Giêsu có một con người ảnh hưởng rất lớn trên đời sống của ông đó là ai? Ông bạn xem đoán được không? Tôi khích lệ các chị em nhé. Đó chính là vợ của Billy Graham. Rồi các chị em ơi, các chị em có thể là một người giúp đỡ, một người ảnh hưởng rất lớn trên đức tin của chồng mình. Hết thầy các chị em cùng nhau nói. Không thấy Amen à? <laughs> các chị em có muốn là người ảnh hưởng rất lớn trên đức tin của chồng mình không ạ? À? Các anh em có khao khát điều đó không? Vâng. Và, và vợ của Billy Graham là người như thế. Và tôi có xem cái video đám tang của bạn và có một bài hát đã được hát lên trong đám tang của bà. Là cái bài hát mà bà rất thích, bài hát ảnh hưởng rất lớn trên đời sống của bà và cũng là cái bài hát mà cái tựa đề của bài hát đó sau này lại còn trở thành tiêu đề của một cuốn sách của con gái của ông bà đã viết. Bài hát đó có tiêu đề là Hãy cho tôi Chúa Giêsu. Lời của nó rất đơn giản, chỉ thế này thôi. Buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, tôi tỉnh dậy hãy cho tôi Chúa Giêsu. Bạn có thể lấy tất cả thế giới này nhưng hãy cho tôi Chúa Giêsu. Và khi tôi chỉ có một mình, và khi tôi chỉ có một mình, hãy cho tôi Chúa Giêsu. Bạn có thể lấy tất cả thế giới này nhưng hãy cho tôi Chúa Giêsu. Và khi tôi chết, và khi tôi chết, hãy cho tôi Chúa Giêsu. Bạn có thể lấy tất cả thế giới này nhưng hãy cho tôi Chúa Giêsu. Cầu xin Chúa để đó cũng là bài hát của chúng ta. Cầu xin Chúa để Chúa Giêsu luôn luôn là số một trong đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn được chặng đường đức tin của chúng ta sẽ là từ đức tin đến đức tin, từ vinh hiển đến vinh hiển. Chúng ta không muốn để cuốn sách viết một cuộc đời của chúng ta trở thành một cuốn sách hấp dẫn với thế gian. Nguyện nó là một cuốn sách buồn tẻ với thế gian cũng được, nhưng nguyện nó sẽ là một cuốn sách hấp dẫn hấp dẫn với thiên đạo nguyện đó là một cuốn sách mà sẽ kể về đức tin qua đức tin vinh hiển qua vinh hiển và đó là điều tôi cầu chúc cho hết thầy ông bà anh chị em và cho hội thánh mà tôi tin sẽ đóng một vai trò rất chiến lược trong chương trình của chúa trên đất nước và trên dân tộc này nguyện cái cuốn sách viết về hội thánh này và nguyện cuốn sách viết về mỗi một cuộc đời của ông bà anh chị em yêu dấu ở tại đây sẽ là một cuốn sách từ đức tin đến đức tin Từ vinh hiển đến vinh hiển Bởi vì ông bà anh chị em sẽ không chỉ bắt đầu tốt Mà còn có đức tin rất tốt ở giữa chặng được Để rồi sẽ kết thúc tốt lành Xin kính mời cả hội thánh cùng đứng dậy <laughs> Xin ông bà anh chị em hướng lòng về phía Chúa giờ phút này. Xin ông bà anh chị em hãy cùng suy xét. Những gì trong lời chia sẻ không hợp với lời kinh thánh rất mong mọi người hãy bỏ qua. Còn những gì hợp với lời kinh thánh rất mong mọi người sẽ đáp ứng lạy Chúa của chúng con. Chúa Giêsu ơi, chúng con yêu ngài. Chúng con sắp bước vào tuần lễ thánh. Khi chúng con sẽ kỷ niệm sự thương khó và phục sinh của ngài. Và quả thật mỗi một tôi tớ, mỗi một con dân ngài sẽ cần phải giống như Phao-lô để mong muốn được thông công trong sự thương khó của ngài để rồi được dự phần trong sự phục sinh của ngài quả thật chẳng có gì làm cho đời sống đức tin của chúng con trở nên sâu sắc hơn là sự cảm biết và thông công với sự thương khó của chúa cũng chẳng có gì có thể làm cho đời sống đức tin của chúng con đầy hy vọng và vui mừng bằng việc chúng con nhớ rằng chúa đã phục sinh lạy chúa chặng đường đức tin quả thật là một chặng đường dài cha ơi con xin lỗi ngài con biết chỉ bởi sự thương xót của ngài mà ngày hôm nay con đứng tại đây chỉ bởi sự thương xót của ngài thôi xin chúa giúp chúng con để so với chúa vàng chẳng có nghĩa gì để so với chúa bạc chẳng có nghĩa chi để so với chúa thì thế gian và mọi sự trong thế gian này chẳng có giá trị gì để so với chúa thì không có bất kỳ ai không có bất kỳ một điều gì trở nên quý báu trong đời sống của chúng cộng ít lâu và chỉ một ít lâu nữa thôi chúa ngài là đấng đến sẽ đến nguyện khi ngài đến Ngài sẽ nhìn thấy đức tin trong chúng con. Nguyện khi ngài đến, ngài sẽ nhìn thấy rằng chúng con vẫn đang đầy lòng sốt sắng, vẫn đang đầy dẫy đức tin và đang thực hiện sứ mệnh của ngài. Một lần nữa cha ơi con cầu nguyện cho hội thánh tại nơi đây. Cho một hội thánh mà con tin rằng ngài đã hành động trong quá khứ, ngài đang hành động và ngài sẽ còn hành động, sẽ còn sử dụng như là một hội thánh then chốt cho sự vinh quang và cho sứ mệnh của Chúa cho đất nước và dân tộc này. Nguyện Chúa làm cho ông bà anh chị em chúng con, làm cho mục sư và hết thầy các nhân sự Chúa tại nơi đây xứng đáng với sự kêu gọi và cái vị trí mà Ngài đã đặt để. Con cầu nguyện và cầu chúc cho hết thầy ông bà anh chị em chúng con điều đó. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn ông bà anh chị em.